Chúng ta tiếp tục cái series là 10 câu hỏi lý thuyết hữu cơ mỗi ngày. Ngày hôm nay là ngày 18. Chúng ta làm câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng? Thủy văn hoàn toàn, ni lông 6 và ni lông 66 đều thu cùng một sản phẩm. Câu này chúng ta có thể đúng hoặc sai, chúng ta kiểm tra nha. Câu A này. Chúng ta có hai loại ni lông 6 và ni lông 66. Ni lông 6 chúng ta có công thức là CH2 tất cả 5 NHCO. Bây giờ khi mình thủy phân, đây là một loại tơ. Thủy phân thì chúng ta cần N nước. Cái đó nó sẽ tạo thành đây CH2 tất cả 5 COOH NH2. Còn ni lông 66 của chúng ta là được cấu tạo bởi CH2 tất cả 10 NHCO, hay khác là mình gọi là nhóc đi, tất cả 2, tất cả N lần. Ở đây chúng ta cần hai nước để hai N nước để thủy phân. Thì cái đó nó sẽ tạo thành như sau. Thủy phân thì nó sẽ tạo thành này. Chúng ta biết là ni lông 66 chúng ta được đi từ axit adipic và hexametylen diamin. Như vậy cái đó nó sẽ tạo thành axit adipic CH2 tất cả 4 COOH tất cả 2 và hexametylen diamin CH2 tất cả 6 NH2 tất cả 2. Như vậy trong trường hợp này nó không thu cùng một sản phẩm, hai thằng công thức khác nhau chắc chắn là cho sản phẩm khác nhau. Được chưa? Này sai. B. Tơ tằm không bền trong môi trường axit và môi trường bazơ. Cái này là đúng. Vì sao? Tơ tằm chúng ta có dạng là RNHCO tất cả N lần. Được chưa? Nó loại thuộc là tơ polyamide bị thủy phân trong môi trường axit và môi trường kiềm. B. Đến C này. Trường hợp butan-13-dien thiết chữ D em nha. Với xúc tác là lưu huỳnh thì tạo thành cao su Buna-S. Ở Buna-S thì bạn nhớ thầy như thế này, nó đi từ cao su Buna là C4H6 với lại steren C6H5. Giờ CH nối đôi CH2. Thì khi đó nó tạo thành cao su Buna là C4H6 tất cả N lần C6, xin lỗi C8H8 tất cả M lần. Được chưa? Chúng ta đọc câu gì nhớ là Buna S4688. Cái đây không phải là lưu huỳnh nha. Cái này phải là styrene như bạn lầm của chỗ này. Sai. D. Polyethylene được tạo thành từ phản ứng trùng ngưng ethylene. Ethylene chúng ta là CH2 nối đôi CH2. Những hợp chất có liên kết đôi CC thì không trùng ngưng mà là trùng hợp. Như vậy. Câu này sai. Như vậy đúng ở đây mình chọn là B. Được chưa nào? Như bạn nhầm lẫn là tơ tằm, không rõ công thức của tơ tằm. Mình lưu ý với thầy là tơ tằm này, len và sợi bông của chúng ta là polymer tự nhiên hay là khá là tơ tự nhiên. Nhưng bông được chưa? Và cellulose chúng ta là gì? Là carbohydrate. Còn thằng này là polyamide nhá, khác nhau nha. Tơ tằm, ni lông 66 và ni lông 7 chúng ta thuộc là polyamide, hãy nhớ điều đó. Rồi. Chúng ta đến 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 câu 2. Chúng ta đến câu 2. Phát biểu nào sau đây là sai? Bạn nhớ thầy là sờ ai sai, sai. Phải khoanh kỹ từ sai này chứ kêu không đúng là chúng ta bỏ từ không đúng đi, chúng ta biến thành từ sai. Ở điều kiện thường, triolin là chất lỏng. Triolin là C17H33COO tất cả 3 lần. C3H5. Cái gốc C17H33 được chưa? Trong này có một liên kết đôi CC, do đó nó là chất béo lỏng. Được chưa ta? Lưu ý cho mình, nếu mình so sánh về nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy thì thằng tristearin này rồi triolin nó sẽ bé hơn tripamidin C15H31 COO tất cả 3 lần C3H5. Chúng ta nghe kỹ, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi phụ thuộc vào gì? Phụ thuộc vào liên kết hydro. Đây là chất béo, nó không có liên kết hydro, do đó phụ thuộc vào M lớn. Nhưng trong trường hợp này hai thằng trạng thái khác nhau, đây là rắn và đây là lỏng, thì nhiệt độ sôi của rắn luôn luôn lớn hơn lỏng, tuy có số carbon bé hơn. Hiểu được điều này chưa? Chứ không đi thi là chúng ta lẫn lộn là, dạ thưa thầy, nhiệt độ sôi phụ thuộc vào liên kết hydro, không có liên kết hydro thì M lớn của thằng triolin lớn hơn tripamidin, do đó nó có nhiệt độ sôi cao hơn. Đó là sai. Nhớ là rắn và lỏng thì nhiệt độ sôi của rắn sẽ lớn hơn lỏng. Ok chưa?
Hiểu được không bạn ơi? Và đây là một trong những cái sum sum lại. Được chưa? Như vậy thằng này đúng này. B. Anilin là mất màu nước brom. Anilin chúng ta là C6H5NH2. Chúng ta là mất màu brom. Em nghe kỹ, những chất nào mà tác dụng được với brom đó là đôi ba chó phê creani, đúng không? Là những chất có thể tác dụng được với brom. Và hãy nhớ, những chất tác dụng với brom là chất đó đầu tiên là tác dụng là mất màu và tàu tủa, nếu có chỉ có hai chất tàu tủa. Được chưa? Đó là gì? Anilin và phenol. Đây, sản phẩm của hãng này. C6H2NH2 BR3HBr. Đây là ba, đây là ba. Đó. Thằng này là thằng đúng. Đây là phân tử thằng này sẽ có 4 nguyên tử nitơ. Rồi, bây giờ mình sẽ nói lại cái chỗ này luôn. Val ala li. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đếm như sau. Chúng ta nghe kỹ. Đếm số nitơ này. Nhóm chất NH2 trong này sẽ là 1, 1 và đây là 2, đúng không em? Như vậy trong này có 4 nitơ, hoàn toàn đúng. Như vậy câu sai chắc chắn là của D rồi. Chúng ta có thử. Glycine làm đổi màu phenol phthalein. Glycine là CH2, COOH và đây là NH2. Đúng không ạ? Thì trong trường hợp này axit và bazơ bằng nhau thì thằng này không DM phenol phthalein, không đổi màu nha. Rồi, chúng ta tiếp tục với câu hỏi số 3. Khi chúng ta gặp tình trạng như thế này thì mình xử lý như thế nào? Đó. Thì chúng ta có niềm tin làm lại một lần nữa. Vẫn bị đúng không? Vẫn bị thì thôi, chúng ta nhìn bên quật mẹ đi cho nhanh thấy. Rồi đây. Mày cứng đầu. Rồi, chất béo T-stearinarin không tan trong nước và không tan trong dung môi nào sau đây? Đó là không tan trong nước. Còn chlorophon là CCl4 mà nghe chưa thầy? Hexan là C6H14 và benzen là C6H6. Thì những chất này nó đều tan, được chưa nhờ? Và hãy nhớ cho mình một điều như thế này. Chất béo của chúng ta là không tan trong nước nhưng tan tốt trong dung môi hữu cơ. Chlorophon CCl4 được chưa? Hexan và benzen. Hexan là C6H14 và benzen là C6H6. Đây là những hợp chất hữu cơ thì nó tan tốt. Rồi. Chúng ta đến câu 4. Cái ngày 18 này thì câu hỏi nó khá là bình thường, không có gì cả. Lâu lâu nó bị lỗi thôi em, chứ không phải lúc nào cũng bị lỗi đâu. Đây. Phát biểu nào sau đây là đúng? Đúng này. A này. Amyloid có cấu trúc mạch phân nhánh. Sai. Chúng ta nhớ thầy là 4 vòng, mình sẽ nhắc lại cho bạn là 4 vòng, 2 thẳng, 1 nhánh đúng không? Nhớ lại này. Carbohydrate có 4 thằng trong dung dịch toàn tại mạch vòng, đó là glucose, fructose, maltose, saccharose. 2 thằng mạch thẳng đó là gì? Cellulose, amyloid đúng không ạ? Và mạch nhánh ở đây là amylopectin. Được chưa nào? Hãy nhớ mình là 4 vòng 2 thẳng 1 nhánh. Như vậy thằng này đúng hay sai? Sai đúng không? Nó phải mạch gì? Thừa ăn thăng hoặc thẳng đúng không? Tiếp B. Tâm tờ là tơ tầm. Tơ tầm thuộc loại tơ nhân tạo. Sai. Tơ thiên nhiên. Bây giờ chúng ta nhắc về tơ nhân tạo. Thì bạn nhớ thầy cái câu bất hủ của thầy đó là nhân này, bán này, xe này, Vixen này, Accenter này. Nhân là nhân tạo, bán là bán tổng hợp. Tơ nhân tạo hay còn gọi là tơ bán tổng hợp gồm có tơ cellulose diacetate, cellulose triacetate, tơ vico và hoặc là tơ sợi acetate. Được chưa? Đọc câu ngắn, dễ nhớ đó là nhân bán xe Vixen Accenter. Ngày trước là xe Vixen với xe Accenter nó ra năm 2011. Là câu này đã đi với thầy cách đây 11 năm rồi. C. Tơ vico thuộc loại tơ tổng hợp. Vico thuộc loại tơ nào? Tơ nhân tạo, vico đây. Hay là tơ bán tổng hợp? Tổng hợp là sai. Như vậy cô đúng đây, chắc chắn cô D rồi. PVC là được điều chế bằng phấn tổng hợp, đúng. PVC được điều chế từ vinyl chloride. Được chưa? Bằng phấn tổng hợp đúng. Bây giờ mình nói lại các bạn tơ tổng hợp.
Tớ tổng hợp trong chương trình em học gồm những tớ nào? Đó. Một này. Đó là tớ acro thì cái đó tớ acrylonitrile. Acrylonitrile. Chúng ta nhớ là nó được điều chế từ cái thằng monomer đây. Nhớ monomer thì ra polymer. Được chưa? Nó từ vinin cyanua. Tớ thứ hai là tơ capron. Tớ thứ ba là tơ enan. Tiếp tục enan. Tớ tiếp theo của chúng ta là tơ nylon 6. Nylon 66. Hãy nhớ mình tơ này gọi là tơ nitron. Hay là tơ acronitrin, bây giờ hay là tơ vinin cyanua đều là nó hết. Cái thứ năm là tơ lắp sang. Đó. Bây giờ mình sẽ ghi công thức cấu tạo của máng này cho bạn. Đây, tơ cấp rong là CH2 tất cả 5 NHCO. Tơ cấp rong hay còn là tơ nylon 6 tất cả N lần. Enan hay khác là nylon 7 CH2 tất cả 6 NHCO. Ở đây tất cả N lần. Tiếp, tơ nylon 66 CH2 tất cả 10. Nhóc tất cả 2. Tất cả N lần. Được chưa? Tơ lắp sang là C8H8 COO tất cả 2 lần, tất cả N lần. Và ở đây hầu như là các tơ khác bạn đều nhớ, nhưng mà tơ lắp sang thì bạn xem lại cho mình. Nó đi từ hai thằng đó là đi từ ethylene glycol, và axit tereftalic. Ethylene glycol là C2H4OH tất cả 2. Tereftalic là C6H4COOH tất cả 2. Khi đó là gì? Khi đó là bên này cho H, bên đây nhả OH thì nó tạo ra hai phân tử nước. 2 cộng cho 6 là bằng 8, 4 cộng 4 là bằng 8, COO tất cả 2. Thế thôi. Bây giờ, cái tơ lắp sang này là một trong những cái tơ mà chúng ta ít để ý. Còn những tơ khác hầu như là chúng ta đụng hết. Nhớ cho mình, 5 tơ tổng hợp. Được chưa? Rồi, tiếp. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi số 5. Đây. Đây bạn lại có một cái dấu hiệu như thế này. Đây là tình trạng mà không bị lỗi. Cách khắc phục thằng này lỗi khá là dễ. Bây giờ chúng ta sẽ có niềm tin ở câu 4 và câu 5 sẽ ăn theo. Nếu câu 5 bị lỗi thì do cái lỗi gì đó mình cũng không biết luôn. À, mày lỗi thì kéo thêm bạn mày lỗi theo. Do đó mấy đứa kêu là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là như vậy. Ok, không sao cả. Chúng ta sẽ đến câu này. Nhỏ lại tiếng. Bỏ mẹ mình câu 4 đi. Câu 5. Rồi. Khi để vôi sống trong không khí, sau một thời gian có hiện tượng là một phần chuyển hóa thành đá vôi. Khi nào sau đây là tác nhân của hiện tượng trên? Thì dễ mà. Vôi sống là gì? Là CaO. Đá vôi là CaCO3, như vậy nó sẽ tác dụng với CO2, đúng không? CO2 chúng ta là carbon dioxide, câu đúng ở đây là câu D. Ở câu này đúng hơn là nó thuộc về kiến thức vô cơ thì chính xác hơn nhé. Rồi, chúng ta đến câu 6. Chỉ có bảng xanh này viết cho sướng, trời ơi. Thôi, rồi ok. Bạn bè chơi đều nhau không à? Rồi bây giờ bạn nghe kỹ, mình sẽ nói rõ có câu này. Mình không thích viết binh quật em nha. Viết binh quật nó cảm giác thì nó không có giống như viết bảng trắng với là bảng xanh, thì mình thích viết bảng xanh hơn. Do đó mình chuyển qua đây. Đó, hoặc là chúng ta viết tên này xanh nhìn dễ nhìn hơn, nó tập trung hơn. Rồi chúng ta đến câu này. Câu này xử lý như sau. Điện phân Al23 nóng chảy, điện cực trơ bằng than chì. Khí nào sau đây không sinh ra ở anốt? Câu này là một trong những câu mà hầu như các bạn sai. Chúng ta hiểu như thế này. Đầu tiên mình có điện phân nóng chảy Al23,
phân đám cháy thì chúng ta sẽ thu được nhôm cộng cho oxy. Chúng ta nhớ thầy là khi điện phân thì nó có hai cực, tại cathode là thu được kim loại, tại cathode này thu được kim loại và hydro, còn tại anode thu được oxy và clo. Theo quy tắc điện phân là âm dương trị âm rồi, mà điện cực trơ là bằng than trì, hiểu, tức là tại đây cũng là bằng than trì và đây cũng là bằng than trì, tức là có carbon, hiểu không em? Khi đó là C sẽ cộng cho oxy tại anode để biến thành CO, hoặc là C cộng cho oxy để biến thành CO2. Như vậy chúng ta sẽ sinh ra khí oxy CO2 CO là ba khí, như vậy không thể sinh được hydro. Và câu này là một câu hỏi cực hay, theo thầy đánh giá nó cực hay. Nhớ thầy là điện cực là bằng than trì, tức là tại cathode và anode chúng ta đều có than trì, than trì tức là đây có carbon, hiểu không ạ? Được chưa nhỉ? Và hầu như câu này thì bạn không chọn được, chắc chắn là bạn loại được câu B rồi, bởi vì điện phân có oxy, bạn quên mất than trì là có chứa carbon, và khi đó C cộng O để biến thành CO, hoặc là C cộng O biến thành CO2, khi đó sẽ không bao giờ sinh được hydro đâu nha. Và chúng ta sẽ sinh được oxy khi nào? Khi trong trường hợp này carbon nó hết oxy dư, và khi đó chúng ta thu được ba khí, em hiểu chưa? Em hiểu được chưa nào? Rồi, chúng ta tiếp. Hy vọng thằng sau này nó không chơi mình. Thằng câu 7 này mày có chơi bạn tao không? Mà tốt nhất để mày khỏi chơi bạn tao thì tao có cách. Đây, đố mày chơi được tao ha. Đố anh bắt được em. Đố biết, đố em biết anh đang nghĩ gì. Cái bài hát là bài hát của Đen Vâu đúng không ta? Hả? Phải không Nguyên? Rồi, màu của chúng ta là màu tím mận. Các bạn, tên gọi este nào sau đây có mùi thơm của hoa nhài? Rồi, isoamin acetat. Acetat là CH3COO, isoamin là C5H11. Tiếp tục, acetat là CH3COO, benzin C6C7B. Như vậy nó là CH2C6H5. Tiếp, methyl acetate CH3COO CH3, phenin acetate CH3COO phenin C6H5. Được chưa? Rồi, bạn chọn câu nào? Lưu ý các bạn lựa chỗ câu B này, chắc là chắn là đáp án đúng rồi. Đúng không? Thằng đi là mùi thơm của chuối này, đây là mùi thơm của hoa nhài này. Thằng đi không có mùi thơm của thằng nào cả. Đúng không ạ? Lưu ý cho mình, trong bài này mình bị nhầm chỗ như thế này. Nhiều bạn hiểu nhầm công thức của benzin acetat là CH3COO CH2C6H5. Xin lỗi, đó là C6H5, C6H4 nhé, CH3. Nhiều bạn nghĩ nó là như thế này, công thức này là công thức sai. Cẩn thận nha, benzin acetat có công thức cấu tạo là gì thì hãy nhớ thằng này là thằng sai. Gốc benzin của chúng ta là C6H5CH2, hay ghi ngược lại là CH2C6H5, còn C6H4CH3 là thằng nào đó không biết. Được chưa nào? Cẩn thận cho tôi, có người làm sai câu này rồi. Có rồi nha, có rồi mà nhắc, chứ không phải nói chuyện khào khào đâu. Đấy, ví dụ 8 em. Hy vọng thằng này không chơi, không bắn đứng mình. Thấy chưa? Có lúc đó không khó hiểu ghê luôn á. Chúng ta đến ví dụ 8 em, câu 8 em. Phát biểu nào sau đây là đúng? Được, đúng, sắc đúng. Trùng hợp isopren thu được cao su bona, cái này là sai. Chúng ta giải thích này. Isopren chúng ta là gì? Isopren chúng ta là CH2 nối đôi CH. CH2 nối đôi C. Isopren là 5C hai đôi một nhánh. Nhớ thầy, isopren là 5C hai đôi một nhánh. Rồi. CH2. Thằng này sẽ điều chế ra cao su isopren. Công thức đây thì bạn ghi cho thầy là C5H8 tất cả n lần. Và nhớ cho mình là thành phần của cao su, cái điều này cẩn thận sai này, thành phần của cao su thiên nhiên giống như thành phần của cao su isopren, nó đều là C5H8 tất cả n. Nhưng hãy nhớ thầy là cao su thiên nhiên là có trong thiên nhiên, còn cao su isopren là được điều chế bằng phân trường hợp, khác nhau nha.
Thằng cao su thiên nhiên là polymer tự nhiên, hay nó khác là polymer thiên nhiên. Còn thằng cao su isopren là gì? Là polymer tổng hợp. Polymer tổng hợp là gì? Polymer tổng hợp là polymer được đề chiếu, okay, điều chế bằng phấn trùng hợp hoặc trùng ngưng. Hãy nhớ đó. Cao su buna của chúng ta được điều chế từ đây 4C 2 đôi. Nhớ vậy là đủ. Được chưa? Chúng ta lấy monomer ra. Thằng này là sai. Tơ acetat là tơ tổng hợp nhân bán xe vixen acetat, đúng không? Acetat đấy, acetat là tơ bán tổng hợp. Đây sai luôn. Tổng hợp nãy mà nói các bạn là có 5 thằng đấy ha, gồm có tơ ô long hay khác là tơ acronitin hay là tơ vinicia, đúng không? Là ba thằng này là một. Tơ thứ hai là tơ caprom hay khác là ni lông 6. Tơ thứ ba là tơ enan hay khác là ni lông 7. Tơ thứ tư là tơ ni lông 66 và tơ cuối cùng là tơ láp sang nhá. 5 tơ tổng hợp. Còn tơ bán tổng hợp chúng ta là nhân bán xe fiction ester, tơ nhân tạo hay còn ở tơ bán tổng hợp, được chưa? Còn có tơ cellulose acetate, cellulose triacetate, tơ vico và tơ acetate, được chưa nào? Như vậy tơ acetate chúng ta là tơ bán tổng hợp. C, đồng trùng hợp butan-1,3-dien với styren thu được buna-S. Chúng ta nghe kỹ nha. Đồng trùng hợp, như bạn không hiểu đồng trùng hợp là gì? Trùng hợp là điều kiện trùng hợp là có liên kết đôi. Đồng trùng hợp là cả hai bên đều trùng hợp. Và câu này là câu đúng. Bây giờ mình chứng minh nó đúng nè. Chúng ta nhớ thầy có hai thằng đồng trùng hợp, đó là buna-S và buna-N. Buna-S là nó được đi từ butan-1,3-dien với styren, còn buna-N là đi từ butan-1,3-dien với acronitin nhé. Rồi bây giờ coi nè, butan-1,3-dien đây, CH2 nối đôi CH, CH nối đôi CH2, đó là butan-1,3-dien. Styren là C6H5, CH nối đôi CH2. Và sẽ nhắc lại các bạn phương trình này. Người mà tìm ra phản ứng này là người Việt Nam, tên ông đầy đủ là thầy Xuân Trương Phạm, tức là tên tôi. Tức là điều kiện để tìm ra phần này đó là nhiệt độ xúc tác áp suất. Và hiểu như thế này, đồng trùng hợp là cả hai thằng trùng hợp, thằng này trùng hợp. Bản chất của trùng hợp là nó bẻ gãy liên kết đôi thành liên kết đơn. Như vậy chất đầu tiên nó sẽ biến thành CH2, CH, CH, CH2. Một nửa gạch này ra bên này, nửa gạch ra bên này. Chúng ta hiểu, trong này có nữa, có một gạch rồi. Nửa gạch bên trái qua, của bên này qua và nửa gạch bên phải qua thì chỗ này thành một liên kết đôi. Rồi, đây N, thành N M đi. Nó sẽ gắn với thằng nào không trùng hợp thì bẻ xuống, bẻ qua, bẻ qua. Như vậy thầy sẽ ghi như thế này, CH2, CH, C6H5. Được chưa? Rồi bằng để với thầy là trong cái cao su buna-S này, là trong mọi cao su nha, nhớ cho thầy là nó luôn luôn còn lại một liên kết đôi C, nó đôi C, được chưa? Và tất cả cao su chúng ta đều tác dụng được với dung dịch brom nha. Đó, hãy nhớ điều đó. Rồi, tiếp. Tơ ni lông 66 là được điều chế bằng phản ứng trùng hợp hexametallen diamin với axit diamin phê đẩy em nha. Đẩy là ghi sai đó. Với axit aribic, đây là trùng ngưng em nha, không phải trùng hợp, sai chỗ trùng hợp này, trùng ngưng. Được chưa? Cái câu ni lông 66 này thầy đã nhắc lần trước rồi, do đó thầy không nhắc lại nữa. Như vậy chúng ta chọn câu đờ ông đúng sắc đúng là câu C. Rồi chúng ta còn hai câu nữa. Mình sẽ nói rõ cho bạn từng câu một luôn. Chứ câu không phải mình dừng lại về câu đúng không, mà mình nói kỹ, bởi vì khi chúng ta ôn lại là giống như chúng ta học bị lãng quên chỗ nào đó. Rồi thằng này chơi xấu mình rồi. Bố chú. À, cho xấu anh đúng không? Thì được, không sao cả. Đây, tôi cắt qua bên này tôi nói mới dễ. Viết bên nền trắng đó là bên quật này nó bị trâu chữ, nên là không có nhớ được lâu. Đây em ơi. Rồi, người ta nói như thế này. STHCOO CH nó đổi CH2 không phượng với. Rồi, đầu tiên là tác dụng với A thằng này. Mà trước khi làm câu này thì mình không phân tích như vậy. Đây, mình nói như thế này cho dễ nè. Cái chất này nó gồm có cái bộ phận sau là HCO này. Bây giờ thằng này có chó. Chó này tác dụng được với gì? Brom này.
gì AG nổ 3 này. Không biết bạn có nhớ được điều này không nha. Từ từ nha. Đây, bây giờ tôi chỉ cho bạn cách nhớ tính chất khác của IT thông qua quy tắc 5 ngón tay. Rồi chúng ta quy định này, ngón 1 này thì nó là ngón trỏ. Trỏ này. Ngón tiếp theo là ngón gì nhỉ? Hả? Đây là ngón, xin lỗi, đây là ngón cái. Tiếp tục là ngón trỏ. Ngón giữa, ngón mắt dạy, ngón phất dụ đây. Ngón thứ ba là, ngón thứ tư là đeo nhẫn. Ngón thứ năm là ngón gì? Út, được chưa? Mình gắn cái bàn tay format vining anh linh angry meta angry rồi rồi chúng ta nhớ này, điều kiện để tác dụng được với AG NO3 trong môi trường NH3 là có nhóm chó, được chưa? Format là có chó này, được chưa? Điều kiện để tác dụng với thằng này là có liên kết ba đầu mạch, có nhóm chất CHO, được chưa? Mà for chúng ta rơi vào từ CHO này rồi, một đầu bạc. Tiếp tục vining angry vinin anh linh angry và meta acrylate thì nó sẽ là gì? Chúng ta có bài 4 chữ lắm đúng không? Thì bây giờ có thầy có 4 chữ khác. Chúng ta đọc này, format vinin anh linh angry mẹ tang gri gì, một đầu bạc, bốn đầu hát, bốn tất cả là gì, bờ già tất cả. Brom, điều kiện tác dụng với brom là đôi này, ba này, chó này, for fre creani này. Thằng này tác dụng vì nó có nhóm chó này, thằng này tác dụng vì liên kết đôi, liên kết đôi, liên kết đôi, liên kết đôi, được chưa? Và hãy nhớ cho mình có bài một cú lừa của thằng nào hát quen rồi, của đồng gì hát đúng không? Một cú lừa thì nhớ cho thằng này, trong trường hợp này là este format này có nhóm chất này, nhóm chó nhưng không tác dụng với hydro, bởi vì cái điều này không được giải thích rõ ràng chưa hiểu được. Hãy nhớ cho mình cái chỗ này nha, từ cái nhóm chó mà nhóm chó thằng này không có điều kiện rõ ràng để tác dụng được đâu. Do đó trong trường hợp này bốn chữ hát, format là tác dụng với, điều kiện để tác dụng được với bạc đi trái trong môi trường ammoniac đó là có nhóm, có chữ for của ete. Với hydro là có vần liên kết đôi gồm có bốn vần vinin anin angari mẹ tang gri và bà già là tất cả, ok được chưa nào? Như vậy trong trường hợp này đây, đó là mình nói cho nó đủ nè. Bây giờ này, thằng này có chó tác dụng được này, được chưa nào? Cái này có tác dụng bỏ. Natri, natri không tác dụng được, chọn nước. Nước là vẫn thủy phân trong môi trường axit đây. Nhưng ở đây nếu mà không có nhiệt độ đun nóng là sai em nha. Bởi vì có nhiệt độ nó mới xảy ra, mà không có nhiệt độ là không xảy ra đâu. Brom được, brom là có chó này, có brom này. Được chưa nào? Như vậy cái thằng không tác dụng ở đây là thằng D. Đó, tiện mình ôn lại cho bạn 5 ngón tay luôn. Rồi chúng ta đến câu cúng cuối. Cuối cùng là mình cũng thế, có sao đâu, khóc chi em cho phai má hồng được gì. Đồ lại rồi, mới gặp ngày hôm nay gặp mấy thằng phản chủ, ghét. Bố mày xử lý mày như sau. Cắt xuống. Để thôi. Câu 10 em. Rồi, câu 10 yêu cầu chúng ta là số polymer thuộc loại tơ, thuộc polymer bán tổng hợp. Bán tổng hợp là gì? Bán giải thích cho bạn rõ nè. Bán tổng hợp là bán là một nửa. Được chưa? Một nửa đây là một nửa có trong tự nhiên và một nửa do con người tổng hợp nên. Được chưa? Ví dụ như tơ cellulose diacetate, tức là trong tự nhiên đã có cellulose rồi. Và bằng một phương pháp nào đó người ta sẽ cho phần của cellulose với anhydric acetic, thằng này có công thức là CH3CO tất cả hai lần oxy, và cái đó nó sẽ tạo ra tơ bán tổng hợp. Bây giờ nè, bán là một nửa. Thì chúng ta đọc câu dễ nhớ là nhân bán xe Vixen Accenter, Vixen Accenter hết rồi. Như vậy chỉ có một chất duy nhất. Còn thằng đầu tiên tơ tầm thuộc loại tơ gì? Polymer tự nhiên. Nhớ cho mình phân loại tơ và cách phân loại polymer là giống nhau nha. Được chưa em? Đó gọi là SM đấy, SM là giống nhau đúng không bạn? Đúng không? Giống nhau nha. Còn đây là tơ tằm là tơ thiên nhiên này, thằng ni lông 66 với là thằng ni trong là tơ tổng hợp, bởi vì nó được điều chế bằng phấn trùng hợp hoặc trùng ngưng thế thôi.
Dạ, ví dụ 10 cũng là câu 10 cũng là câu cuối cùng của series ngày 10 18. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.